thương gửi gắm đến anh chàng trai dân tộc Thái. Trải qua bao gian khó luôn vững tin vì nhau, chỉ cần là em cô gái Thái anh yêu. Ông Quang Văn Tiên và bà Vì Thị Phim là bố mẹ thân sinh ra cô dâu. Những mời hai ông bà sẽ tiến về phía trước một bước và cùng cúi chào tôi để hậu trường. Những mời tôi để quý vị dành một tràng tay thật lớn dành cho đại diện gia đình nhà gái ạ. Xin được chúc chồng giới thiệu về phía đại diện gia đình nhà trai và đứng cạnh chàng rể thân yêu, chàng rể Kiên Kiên của chúng ta ngày hôm nay. Xin được giới thiệu bố Lò Văn Trung và mẹ Lò Thị Kim. Xin được chúc chồng kính mời và hai bố mẹ sẽ cùng bước lên phía trước một bước và gửi tới lời chào rất đặc biệt quý vị quan khách. Trân trọng và kính mến, người ta thường hay nói ngày nào vui bằng ngày vui hạnh phúc, khung giờ nào đẹp bằng khung giờ lứa đôi. Mà để cho một lần nữa ban tổ chức tôi sẽ được trân trọng tuyên bố đại lễ phúc quy của cô dâu Mai. Quý vị, chúng ta cần chờ đợi quyết định ngày phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Có cái tên mặt toàn thể quý vị, các quý chị, các bạn trẻ đàm thị điên đã xuất hiện tại khán phòng cưới của gia đình. Kính chúc cô dâu chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Vâng, tôi đúng hả? Nhất này anh dành tặng em. Xin trời đã định kết duyên đời mình. Và em trao nhẫn cưới cho mình. Anh cháu thân yêu, và liên tục món quà của gia đình sẽ là món quà của gia đình gì Cương Thanh chuẩn bị sẵn ạ. Để cô dâu chúng ta xây dựng một cuộc sống thật hạnh phúc. Để chúc mừng quý ai này, đủ sức khỏe để bảo vệ cô dâu Mai Hương đi ạ. Dấu ý lắc thật mạnh, vặn khóa để tạo ra một tiếng nổ to nhất ngay trên sân khấu. Rồi rồi, đang hiện lên trên khuôn mặt của chú rể Kiên Kiên của chúng ta ngày hôm nay. Tuyệt vời ạ, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trao tay rót chai rượu sô banh đầu tiên ạ. Rồi kích sân rượu, mất lục huy và màu sắc của tình yêu đã trải dài trên tháp ly, tạo ra một hình ảnh cực kỳ lãng mạn nhất. Và với những làn khói huyền ảo đang bay ra, ta không thể tuyệt vời cực kỹ nghĩa trong trường ngày hôm nay. Với những làn khói bay ra tượng trưng cho tình yêu cháy bỏng của cô dâu và chú rể dành cho nhau, và những tầng tháp ly tượng trưng cho những tầng cảm xúc mà hai bạn dành cho nhau để rồi hội tụ tại một điểm, đó chính là điểm mà hạnh phúc. Rồi quý vị tuyệt vời ạ, xin